Dạ bây giờ là 7 giờ rồi. Sáng nay em vừa về được con Wenma Weiman Weimani là của hàng của Mỹ đấy ạ, chứ không phải là hàng Nhật đâu. Hồi nãy em mới tìm ra đây là hàng của Mỹ. Đây ạ, USA. Nó nước em vừa rửa xong, nước nó hơi nhìn hơi khó. USA Made in USA. Hàng của Mỹ ạ, 6,75 HP 199cc ạ. Hàng Mỹ nó làm hơi to. Đặc biệt là cái máy của Mỹ nó khác của Nhật là nó là không có ga đâu ạ, nó ga tự động. Cái thứ hai nữa là nó con dao ấy là nó không có côn, mà nó côn tự động luôn, nó cũng làm tự động hết. Có mỗi cái cần này là cần bóp vào để mình tự hành thôi. Giật máy cái là chạy thôi ạ. Máy xe thì còn mới tinh hết ạ. Nước sơn thì không chê, mác thì còn đầy đủ ạ, chưa chóc một cái nào đâu. Mác đẹp long lanh ạ. Anh em nào mà hợp với cái công việc của mình thì chốt nhanh ạ, không có con này thì đẹp hiếm có đâu. Mác cái này thì mình dỡ ra rồi mình xách ra ạ. Con này là mình dỡ ra là mình xách ra ngoài. Mình tháo rời, khi nào đầy cỏ là mình tháo ra ngoài này. Còn nguyên com lê bộ nó luôn, chưa mất mát cái gì đâu nè. Đó đậy ra giật một cái là nổ thôi. Bóp cái là chạy. Weimani của hàng của Mỹ ạ. À, rất là đẹp, đẹp hiếm có luôn chứ không phải là đẹp. Và em quay lại kỹ lại cho bà con anh em xem. Bà con anh em nào mà thấy hợp lý thì chốt ngay ạ. Giá rất rẻ, 3,5 triệu thôi. Giá 3,5 triệu ạ. Không bao ship đâu nha. Bà con cô bác nào mà ship thì bên mua phải chịu hết ạ. Weimani hàng của Mỹ.